Itimon a risikoro itimon rak isikoro itimon ai tibot tikaran on fan saka u sikara itimen an sirbon tikarai simon rak isitokoro upat tenamon potikarang ong makali ti koro isimena hon da asu hon tikari itimon a akrisi oke palisikar otimo ati mai bai poli ta ka mo ok e ko chao 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 poli si ka dap chao ta ka poli ta ka mon ai sin mon ti bak tai bak tai ba poli si ka la la be kin an ya ko ha nut nhật nut tao poli si ka la ye dai à để cô hai trình bày cho chân nhìn chân lên bề trên bởi vì á hôm nay cô hai gặp mấy cậu quần tử cô hai rất là mến thương nha, tình thương mến thương mình có căn duyên vậy mình mới gặp chứ không phải là như không mình gặp nha. Thì hôm nay có căn duyên thì cô hai thấy mấy cậu cũng hay thương lắm ha. Rồi bây giờ cô hai sẽ ra bài cho mấy cậu con chim nha. Polisikaran on pha kali simon a tekoron pontikaran potikaran ok ha. Cái tiếng đó là dịch ra cái tiếng Anh dịch ra tiếng Việt ok ha. Phật lý sĩ ca lăn o mặt tê ca lây bắt tài ít sa ca lây ai cô lên mái bài mái bài ha. Mỗi mấy cô cậu ngồi nghe từ cái chi tiết nói tiếng Anh là nó khác khác với nhau hết nha. Sắc ô cô lời ít ta ca răng ô mù hôm nay gặp mấy cậu vui quá là vui ha. Phật lý sĩ ca răng ô mù mấy cậu ơi dán đi dáng tu hiền tu thảo sau này đại hội năm qua mình thấy tiên thấy Phật thấy hết tất cả mọi việc nó vui lắm nhớ không, nó vui lắm, vui rất là vui. Sau này 18 nước vô nước Việt Nam mình là có người đứng dạch ra tiếng Anh và dạch ra tiếng Việt là đúng 18 nước là nước Việt Nam mình mới được là đứng hàng đầu. Mấy cậu hiểu không, nước Việt Nam mình mới được đứng hàng đầu là 18 nước của nước Việt Nam mình phải có người dạch da đó, dạch da nha. Lô si ca lan ô đê bốn si ca lan on mắt bài mãi bài mãi bài mãi bài ha. Là cô cậu ngồi nghe cô hai dạch từ chi tiết ha. Răng u a lô pha lai si ca độ ô kê hôm nay là cô hai không có còn giấu nữa tại vì nó màn cuối rồi là phải bực mí lộ dạ, dạ lộ cơ đó, đúng rồi dạ, cô hai á hồi đầu năm là cô hai lãnh định năm cái cờ lĩnh lập qua dạ. năm màu nha, cô hai đi về núi cấm về tất cả hết, cô hai trình lĩnh hết, đi về bên núi Bà Đen luôn trình lĩnh hết. Bữa nay cô hai cũng về đây trình lĩnh luôn, là cô hai trình lĩnh là đúng 12 giờ trưa này nè, là bây giờ từ 12 giờ tới giờ là cô hai điểm nhiều lắm, giờ cô hai kìm cũng không được nữa mà cô hai nói ra có hay có dở gì mấy cô cậu khen hay chê gì cô hai cũng phải chịu thôi. À, là mấy bữa trước cô hai có về núi Bà Đen chùa có hai. Có là bữa rằm tháng 8 cô hai có đi luôn hả, có đi luôn về núi Bà Đen là trình vô hang đó dạ, thì, ừ. Lên núi 16 dạ. Lên núi bữa 16 vô dạ, cái ha dạ thì thôi giờ sẵn đây con cũng xin hỏi cô hai là cái vụ mà đầu đồng cháy của ổng cô hai có thấy không, thôi thiên cơ bắt hả lậu có cô hai có coi cô hai thấy mà thấy tòa thánh đó, ở đó là cô hai ở tòa thánh đó. Bây giờ cô hai nói nha, cái đó là cũng là cái niềm, đúng cái niềm, cái niềm cho mình đó hả, súng sanh với trần miền người ta biết á, biết, nhưng mà niềm nó chưa có tới, thì bây giờ chưa có ai biết hết, thiên cơ bắt cá lậu thì bây giờ đây cái năm tới này, từ đây tới tháng 10 tới năm tới, thôi cô hai nói sơ sơ thôi, nha. Mình nói thiên cơ bắt cá lậu mình không có nói ra là người ta náo động, người ta không có làm được, hiểu không, ta không có làm được, ta lo quá, phải không, là mình có tội nữa phải không. Thì bây giờ cô hai giảng nè, cậu biết ngày hòa bình không, biết cái ngày hòa bình không, biết ngày hòa bình, ngày hòa bình là giờ này nè, là máy bay nghe nó còn bay ù sát là Việt Cộng còn nằm ngoài rừng, là đến 12 giờ là Mỹ nó thăng về Việt Cộng, nó về nước mình, nó cầm cờ đi. Thì cái ngày đại hội này cũng y như vậy luôn nha, cái ngày đại hội này cũng y như vậy luôn. Thì bây giờ anh em chị em mình dán bây giờ ai nói hay nói giỏi nói gì cũng không có được, khi nào đến ngày đại hội mà núi lửa nó nổ ủng hộ khắp nơi, nó đổ là tắt đèn tắt hết tất cả không còn gì hết, thì mình còn sống thì mình mới là hay,
chứ bây giờ mình không có nói hay, nói hay cũng không có được. Mấy cậu biết không, bây giờ cái núi lửa, trái đất cái núi lửa nó mỏng dữ lắm, mong manh nó mỏng dữ lắm, không biết nó nổ giờ nào nha. Nổ một cái ì một cái là bằng tấm không khí, nó nổ nè 3 tiếng thì mình đỡ nè, 7 tiếng mình cũng đỡ nè, mà 3 ngày mình cũng đỡ, mà 7 ngày 7 đêm là 10 người chết, 7 còn 3 chết, 2 còn 1 mới già thai. Sau này nước Việt ân cần 18 nước vô nước Việt là cần Việt Nam, Sài Gòn chợ lớn mênh mông, Phật Đà đứng đó chờ trong những căn phòng điện, gái trai nam nữ ngồi thiền niệm Phật, Phật Đà phú cho. Phải không mấy cô cậu? Polishikaran on phát tài thường lắm, thấy thường hết chứ thường luôn á. Polishikaran on phát tài thường lắm nha. Polishikaran on phát Polishikaran thiên cơ bác khá lậu cũng hay, chỉ lậu 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 chút chút thôi cho mấy cậu biết thôi nha. Còn chứ mấy cậu đừng có Polishikaran on mà cái tiên môn ha. Polishikaran sơ sơ thôi, mình nói nhiều quá, lộ nhiều quá, bà con người ta không có làm ăn được, người ta lo sợ, có không? Dạ, người ta lo hai, sợ. Con có điều hỏi hồi nãy thì con nghe con hai nói về con hai nắm xong cây cờ lĩnh và hội Long Hoa, thì con hai có thể chia sẻ về vấn đề hội Long Hoa và nắm cây cờ lĩnh của con hai không nào? Ngũ sắc. Ngũ sắc luôn. Dạ. Dạ. Cây cờ ngũ sắc. Ngũ sắc. Dạ. Khi nào cậu xuống nhà của hai đi? Nhà của hai đâu? Qua đi, qua đi. Bình Thánh Cần Giờ. Dạ, đậu khỉ á, mà nhưng mà cô hai ở qua phà tới ngay chỗ Thất Cầu Đài, biết không Thất Cầu Đài? Dạ con cũng cần, con ở bên Tiền Giang cũng cần. Nha hả? Dạ, dạ. Hôm nay sẵn dịp chia sẻ cho anh em của con được biết và mở mang thêm thông tin về hội Long Hoa. Tu mà được năm màu mới được ấy chứ mà. Dạ, tu năm màu. Dạ, tụi con thấy gì có nghĩa là long là gì, qua là gì, mà long qua là gì? Vấn đề để tu. Nè bây giờ Long Hoa là ngày này nè, đó ngày này mình họp lại nè, chứ không mình không có đâu có gặp đâu. Đó là đây bây giờ mình đang giữ hội Long Hoa đó, đang giữ hội Long Hoa. Cái này là kêu là hội Long Dân chứ không phải là hội Long Hoa đó, chứ không phải hội Long Hoa nữa. Hội Long Dân là dân mình nè, dân bà con mình họp với nhau nha, là hội Long Dân. Còn cái hội Long Hoa là nãy giờ cô hai nói là đến chừng mà trái đất nó nổ xong rồi là mình đóng không khí, ai mà có điểm về trên thì mới được sống. Ôi không, điểm trên là trào máu lỗ mũi, trào máu lỗ tai, chết không thịt, sau này khổ lắm đó. Nhưng mà cô hai bí mật chút chút thôi, không có nhiều, có không nhiều dân chúng người ta chết rồi đó. Mười ba hết, 7 cùng 3 hết, 2 cùng 1 mới ra hết bình đó. Bây giờ đó vô, bây giờ nè cậu thấy không, hiện tại bây giờ là cũng có rồi đó, cũng có chết rồi đó. Đau dây chết giờ, đau dây chết giờ, lý do là sao? Lý do cái những cái người đó có căn mặc vũ quyền chuyển mà không tin tưởng, không biết cúng lại, không biết tu tâm hung dữ, là nhồi máu cơ tim, bị tai biến, là do nơi cái gì, là do nơi cái tâm vũ quyền của mình hành phạt nha. Cô hai tại sao con hỏi, tại vì con thì ta dùng cơ thì con như là con tưởng tượng con là những người mà đang cùng nhau về hội Long Hoa, tại vì bây giờ trên mạng nhiều người giảng về hội Long Hoa lắm, nhưng mà thật sự chết lên bây giờ mỗi người giảng một hướng bây giờ tin ngay đây, cho nên không ai giống ai hết. Cô hai thì xin cô hai có thể giảng rõ hơn về hội Long Hoa thì đó, là nãy giờ cô hai giảng gì đó. Hồi nãy cô có nói là nắm năm cây lệnh cờ ngũ sắc thì cô hai chia sẻ rồi, tất nhiên phải có lộ cơ rồi chứ. Thì lộ cơ đó, phải có lộ cơ. Xin cô hai lộ cơ về năm cây cờ ngũ sắc được. Cô hai nắm để làm gì? Để trong cái thời kỳ này không? Đúng rồi, trong thời kỳ này đó. Dạ. Trong thời kỳ này á, đến chừng mà trái đất mà nó nổ là cơ bản là xong rồi đó cậu, là còn mình còn sống trở lại đó ha. Sống trở lại rồi là bắt đầu là người có căn mình sống lại, mình tụ tập. Rồi mình ra mình mới dự lễ 18 nước chiêu hồi vô nước Việt Nam mình. Đều giái cho mấy cô cậu tới đó còn sống nha. Là cô hai nắm định nè. Mấy cô cậu có quần quệ, mấy cô cậu nhìn nè, năm mươi ngũ sắc cô hai đang treo lưng nè, cờ chiến thắng Long Hoa, ta chào tất cả các nước 18 nước chiêu hồi chiến thắng Long Hoa đại hội, bốn xin ca lát tôn, ok, bốn sa ca lê tim món á lý xin ca lát là 2
là hồi nãy giờ cô hai nói là hai ngôn ngữ là hai người rồi đó nha, người mặc áo xanh người mặc áo vàng là hai ngôn ngữ là hai nước rồi đó, trong đó là 18 nước nó vô mình, nhưng mà nãy giờ cô hai dịch là được hai nước rồi ha, Portugal ok là ba nước ha, và cái tiếng đó mình dịch ra tiếng Việt là được ba nước ha, rắc ai sikoron bắt tay là được bốn nước ha, ba sa calay xin toàn ầu lì chi gặp cô mừng quá là cái tiếng nó dịch ra cái tiếng Việt, gặp cô mừng quá là được năm rồi ha, được năm là được năm, được năm ngôn ngữ là mình được năm nước rồi ha, mà ôi lì sikalan ô pha ô ok 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 đây là có nhân viên gặp cô mặc áo đỏ rất là vui đó, là cái tiếng đó ha, là ngôn ngữ ra là dịch tiếng Việt là được sáu nha, thôi sáu là được rồi ha, được rồi, mà sau này là 18 nó chưa hồi mấy cậu gì chứ khỏe hơn cô hai đó, cô hai học nhiều lắm mà bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 mới có 6 nước, không có 6 nước mà hôm nay cô hai được 7, 8, 9 rồi, mà tới 18 nước đó cậu, cô phố lý sĩ cà lan ôn mấy long mà qua đại hội gần xa con về nước Việt con già tụ về lanh lịnh năm cờ lịnh tận kề quê hương xứ sở là nước Việt Nam, Việt Nam có người tu niệm là nhiều, có người ăn chay niệm Phật là nhiều, đắc đạo vua gì đường đi nước bước dự hội hoa thi bàn đào mở rộng cung thi tỏ tường tình thương đồng đạo dân dương hội trường mà cung mẫu là nhiệm màu biết cả bao đường đi nước bước trước sau 18 nước vô nước Việt là trước sau tỏ bài tình thương là dạng giới dài nước Việt ơi nước Việt sau này là cao sang có người tu niệm là nhiều sau này nước Việt mà mỹ miều biết ở bao cha thời ngồi trên xuống thiên cao là sau này đó mấy cô cậu biết không, mình xài đồng tiền là của cha vua Minh Hoàng nha, là cô hay chỉ mí mí cho con, mình xài tiền của vua Minh Hoàng xong mình xài tiền của chữ ký nha, còn bây giờ mình xài tiền của chữ ký nè, bây giờ mấy cô cậu có tiền đi sắm vàng để dành là sau này thời nào mình cũng vẫn xài được hết, còn tiền ở sau này đó là vua Minh Hoàng, vua Minh Dương là ta lên ta ngồi vua ta được nước, là cái đồng tiền của mình không tự ký đâu hủy bỏ hết, là sau này mình xài cái đồng tiền của ông cha Minh Hoàng của chữ ký nha, nghe cô hai nói không đó, nghe không, sau này là mình xài đồng tiền là có chữ ký, bây giờ mình xài đồng tiền không có chữ ký, đồng tiền giờ mất giá trị rồi, tại vì mấy cô cậu biết gì, tại vì cô hai là nắm hết cả thế giới, cô hai biết hết tất cả rồi, tất cả chứ hết, nhưng mà cô hai không có lộn, mà không có phải mà lên mạng như mấy người kia nói của lu xí cái liên quan xí cái ít nói lung tung, nói lơ mơ công an nó bắt chết luôn á. Cô hai thì hôm nay viên còn với anh Xíu Thanh với tất cả anh em đi qua tới đây á, thì ai cũng có nỗi lòng làm YouTube hoài mà không có lên, tuổi càng lên mà kênh nó không có lên, thì xin cô hai nhìn tất cả anh em YouTube tụi con á, cho tụi con mỗi người một xíu rồi nhìn cho con một xíu rồi. Thì đó nãy giờ đó cô hai, nãy giờ cô hai giao pháp đó. Là có thể soi tụi con được, có gì sai sót hay có cần gì thay đổi cho tụi con không, mấy cậu tốt lắm, yeah. Tốt lắm nha, mấy cậu là nằm bên con cha mà, bên con cha, bên cha Ngọc Hoàng á, con cha hả, Ngọc Đế rất là quý lắm, không có tốt lắm, không có ai xấu á, nhưng mà dán nha, dán phải dán gì mình cũng dán lên, cô hai cũng dán luôn nữa. Dán là dán chữ chứ không có nói dán là chuyện làm chuyện này đâu nha, cứ sáu chữ rồi coi chừng rớt đó. Dán dán không, yeah. Cậu này làm lắm nha. Cảm ơn với đồng bào, xin mời cô áo đỏ về phần có câu lời gì không nè. Chào các chị vị hết, hôm nay đề tớ ông cô nguyện, ông đã xuống hồi nãy cho một cơn mưa, bên đây đã tương tri 2:30 đúng lúc mưa luôn, A Di Đà Phật. Âm về cho xác trần từ lâu, xác trần không nói là ai, hôm nay quyền diệu quyền di
ở đất làng quảo đất An Giang đã xác trần còn nhỏ thơ bé bồng bồng bé bồng thầy xuống thầy đi tới đâu thầy là đổ cho chúng sanh bước vô chỗ nào thầy đi thầy qua đồ xong rồi thầy không nói là thầy hôm nay thầy thương xác trần tích cực nữ này là một vị tướng anh hùng ngày xưa gã đi chiến trận về đất nước đồng bào Việt Nam tổ quốc mẹ là người dòng giống dòng tiếng nay có lá cờ bác cho ngự trường đeo dù gì bấy lâu nay xác trần ẩn bóng hình không nói không gì hết ông thương ông về ông đồ cho sạc nữ mà đi làm xong công chuyện về nhà niềm hoặc cho ở trần gian bớt nghiệp chướng mà tiêu tan trần ơi ơi trần ơi mẹ trần đã cho xác trần xuống ngồi ngoài đường mà khùng lá làng lá lừa ngồi niệm Phật cho trần gian biết mau quay đầu mà tu hiền lại mà sửa tâm lầm từ bi sáu chữ mà Di Đà niệm hoài cho tan chữ nghiệp trần ơi xác trần vừa qua năm cú rút hai năm lên núi ông Câm mà tự nhiên ông về không biết mường đôi tay thành cục đá xong rồi về cắm dịch liền cho ngay xác trần đi bưng đi bờ bán bánh cho người ở nhà mà bị u dịch chặn lời không cho đi ra mà đường lan tràn mà xác này bị u vút bốn lần ông về ông cho quá dài không còn bệnh gì hết trơn gia đình khùng tơi ba người mà chết hết hai người rồi còn đấy quyết chí quyết tâm nguyện vợ cha mẹ với thầy tổ ơn trên cha Phật tổ ơi cha cho con xuân trần thì cha phải bảo bọc cho thân xác này. Xác này cũng bị bồ quạnh hỏi ôi trần gian nhờ kêu bà Úc Cà Mau bên tờ lân dài ga cho xác này nhẹ nhàng à phản chỉ mãn số đoán tài quản san thân đoán phổn tỷ sinh thần phổn lý thẳng khắp một khán khai uôn khai ân tâm phuộc tức ra bộ ở xị mà khóa khót nhờ hậu thuyên xuống trần dài dây cho xác trần này ngồi giữa ngày mà giờ đêm niệm Phật cho trần gian bất đau khổ mà liên miên thôi hôm nay cũng có duyên lành chào các anh em huynh đệ mà tập bơ màng ba này lên ngồi được vững vàng cổ ghế cha ngọc đế nghe A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tên
cũng có sự mạnh vô đây sản thoát 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 không biết gì đâu nói cả. Tự nhiên nói gì nói. Mình ngày nay mình đi là ngày đây cũng có sự mệt mà. Không cho giờ cho bên đây miếng đi phát sao bắt không biết cái gì đâu mà nói giờ cái vụ này.